Có một cái nhà hàng Thái bình dân mới toanh ở Gò Vấp mà hầu như các món đều dưới 100 cặp. Món ăn thì rất là ngon nhờ vào tay nghề nhiều năm đứng bếp ở nhà hàng Thái của bếp trưởng quán này, mà đặc biệt là sẽ phù hợp với lại ai có gu mê không gian đủ màu sắc. Nhà hàng Jimmy Thái thì nằm trên tầng 2 của căn biệt thự nằm ngay góc quảng trường nhà nước Hòa Bình trong khu Cityland Gò Vấp. Không gian thì ấm cúng với kiểu đề co nhiều màu sắc. Menu thì có đủ các món Thái quen thuộc như là súp gỏi bạc Thái, các món chi nướng cà ri, mà riêng cái phần nhìn thì dễ kích thích vị giác lắm nha. Phúc khai vị với lại trứng lòng đào sốt me chỉ có 49 cành, thì gỏi đu đủ ba khía 69 cành giòn ngon chuẩn vị Thái. Có lời khen đặc biệt cho cái món gỏi xoài cá chẽm chiên giòn sốt mắm ngọt cực ngon luôn. Cái món này thì sẽ phù hợp với lại ai thích ăn đậm đà như Phúc nè. Với cái phần cà ri xanh kiểu Thái thì cũng theo kiểu vị đậm đà, thì Phúc order thêm mấy ổ bánh mì ăn cùng là ngon nhất nách luôn. Với hai lựa chọn thịt heo hoặc là thịt gà thì cái món này chỉ có 89 cành thôi nghe. Đặc biệt đó là tôm sống số Thái đậm đà với lại một chút cây nhẹ, tôm ăn cùng với lại tắc cắt lát thì sẽ rất là ngon. Hoặc là ăn chơi với lại cái món cua lột tẩm bột chiên giòn với lại cái phần chà bông có trộn ít đường và hành phi bên trên, chấm với lại sốt mayo chua ngọt mà team mình ai cũng thích món này. Quán này thì dành riêng một cái chuyên trang cho món cơm chiên kiểu Thái với lại kiểu chiên trái thơm, xào lá quế, chiên cá mặn, cơm gà sốt, cơm chiên cua lột hay là cái phần Phúc gọi là cơm chiên mắm ruốc, đặc biệt là sốt tôm dùm với lại đủ lựa chọn với từ 79 cành. Rồi tráng miệng với lại cái phần xôi xoài mà núi cốt dừa nêm ngọt và béo hơn xíu nữa là 10 điểm nha. Quán này thì Phúc thấy nhìn sang nhưng mà giá thì bình dân, phù hợp với lại hẹn hò và nói lại cùng trải nghiệm với Phúc nha.